Indonesia chi 117 tỷ mời đội tuyển Argentina, cổ động viên ngóng vé xem Messi. Ngày 22 tháng 5, truyền thông Indonesia đồng loạt đưa tin đương kim vô địch thế giới, Argentina sẽ tới xứ vạn đảo giao hữu vào ngày 19 tháng 6 tới. Liên đoàn bóng đá Argentina vừa chính thức thông báo kế hoạch du đấu của đội tuyển quốc gia trong mùa hè này. Theo đó, La Albi Celeste sẽ tới đá giao hữu với đội tuyển Indonesia trên sân Bung Karno vào ngày 19 tháng 6, trước đó 4 ngày. Messi và các đồng đội sẽ so giày cùng đội tuyển Australia tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Truyền thông Indonesia hào hứng với thông tin này. CNN Indonesia gọi đây là trận đấu lịch sử của bóng đá nước nhà. Khi lần đầu tiên các cầu thủ Indonesia được thi đấu với đội bóng số 1 thế giới, đương kim vô địch World Cup, số 1 bảng xếp hạng FIFA. Còn Bola dẫn lời trợ lý đội tuyển Indonesia, Nova bày tỏ mong muốn Argentina sẽ mang sang đội hình mạnh nhất, bao gồm siêu sao Lionel Messi, chủ nhân 7 quả bóng vàng. Đáng chú ý, truyền thông Indonesia tiết lộ Liên đoàn bóng đá nước này, PSSI, đã phải chi ra không dưới 5 triệu USD, 117 tỷ đồng, để mời được nhà đương kim vô địch thế giới tới Jakarta mùa hè này. Dự kiến trận Indonesia, Argentina sẽ được tổ chức trên sân Bung Karno 80.000 chỗ ngồi, một trong những sân bóng có sức chứa lớn của châu Á. Tuy nhiên, dự báo con số 80.000 chỗ ngồi sẽ không đáp ứng hết nhu cầu thực tế từ người hâm mộ Messi và đồng đội. Cổ động viên Indonesia đang rất háo hức, ngóng thông tin từ PSSI về kế hoạch phát hành vé trận giao hữu lịch sử này. Nếu được sở hữu vé xem trận đấu này, tôi chấp nhận xa người yêu một năm, tờ CNN Indonesia dẫn bình luận hóm hình của một tài khoản mạng xã hội.